Xin chào mọi người. Như các bạn đã biết thì AutoCAD là một phần rất quan trọng đối với ngành kiến trúc, nội thất, cảnh quan, quy hoạch. Tuy nhiên thì đối với những người mới bắt đầu, đây không phải là một phần dễ dàng để tiếp cận. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng, đã có xem chúng tôi luôn đồng hành với bạn trên chặng đường chinh phục phần mềm AutoCAD một cách dễ dàng. Rồi, lần đầu tiên thì mình gửi lời chào các bạn. Mình tên là Kim Oanh. Thì các bạn có thể add Facebook của mình ở trong nhóm AutoCAD. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cái bài học của ngày hôm nay nhé. Bài hôm nay thì mình sẽ, nội dung chính của mình là làm quen với giao diện AutoCAD và học một số lệnh cơ bản, làm một số bài tập nó cơ bản, gọi là dễ dễ một chút để các bạn làm quen với AutoCAD. Sau thì mình sẽ đi chính vào các cái phần chính của phần mục tiêu của phần AutoCAD mình học nhé. Rồi, để phần đầu tiên giao diện này, các bạn sẽ mở phần mềm AutoCAD được không? Bạn nào không tải được AutoCAD ý, thì ở trong máy ở về nhà ý, thì các bạn nhắn tin cho mình nhé. Thì mình sẽ gửi một cái video là hướng dẫn cách cài AutoCAD. Hoặc là nếu mà trong xem video mà không cài được ý, thì hãy nhắn mình. Mình sẽ team view kết nối với các bạn để cài đặt AutoCAD cho các bạn nhé. Các bạn tải phần mềm AltraView ấy, kết nối máy tính từ xa, nghĩa là điều khiển máy tính này kết nối máy tính kia ấy. Sao? Không hỏi đúng không, đúng không? Rồi các bạn mở AutoCAD lên này. Rồi cái giao diện đầu tiên thì mình sẽ thấy là cái giao diện này. Thì các bạn cài AutoCAD ý, thì các bạn cài từ 2018 trở lên cho mình. Được chưa nhỉ? Nhưng mà đừng tải bản cao quá nhé. Ví dụ như 2023 ấy, bản mới thì nó sẽ gặp các cái trường hợp lỗi. Có một vài lỗi nhà cung cấp bản quyền hoặc là cái crack nó sẽ bị lỗi. Thì các bạn tải từ 2022 trở xuống. Đó. Rồi sau khi cài thì các bạn sẽ có hai cái phần chính các bạn cần để ý này. Đầu tiên là cái phần Get Start. Khi các bạn tích vào đây nhá, thì mình sẽ mở ra một cái bản vẽ. Thì tại cái bản vẽ này các bạn sẽ làm việc với nó. Mỗi một công trình các bạn làm việc với các bản vẽ này, tập trung vào đây, hoặc là đồ án gì đấy, tùy các bạn nhé. Hoặc là cái phần Restand Document, cái bên phải đấy á, là cái lịch sử các bạn mở các file bản vẽ trước đó. Ở đây có một số những cái bản vẽ mà mình mở trước đó, ví dụ như là quy hoạch này, mình tích vào thì nó mở ngay cái file bản vẽ đó mà mình không cần tìm đến cái thư mục. Ví dụ khi các bạn tích vào cái thư mục, các bạn tìm đến mở để mở sẵn. Nếu cái công trình các bạn làm thường xuyên hàng ngày thì mình chỉ cần tích vào cái phần Restand Document đấy. Được chưa nhờ? Hai cái phần này các bạn quan tâm đấy thôi. Và cái phần File Tabs đây chính là các cái bản vẽ nó sẽ mở trên này. Nếu mà không nghiện thì lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mở cái bản đấy ra. Rồi sau khi các bạn mở ra thì mới một bản vẽ như này. Thì mình cần phải có một cái thiết lập giao diện cho cái AutoCAD. Ban đầu các bạn tải về thì mình cần thiết lập một lần duy nhất thôi. Từ khi các bạn restart lại cái AutoCAD thì mình sẽ phải làm lại cái bước thao tác này. Thì về cái giáo trình nhá, mình sẽ gửi cho các bạn một cái giáo trình với file PDF đầy đủ từ buổi 1 đến buổi cuối cùng. Các bạn có thể xem tham khảo cái giáo trình này và in ra cũng được nhá, in ra. Mình khuyên là lên có một quyển sổ ghi, tại vì mình học các lệnh cũng chỉ là biết cái tên lệnh của nó thôi. Chứ bây giờ các bạn ngồi đọc giáo trình các bạn lướt nó cũng mất lâu thời gian lắm. Rồi, mình sẽ làm quen với giao diện đầu tiên nhá. Thì cái phần đầu tiên, cái thanh nhiều công cụ nhất ở trên bên trên này chính là cái thanh Ribbon. Thì ở đây nó sẽ có công cụ vẽ này, công cụ chỉnh sửa này, một số những cái layer block. Cái này thì trong quá trình học thì mình sẽ tìm hiểu. Có khi là mình cũng ít khi bấm vào trên các cái thanh công cụ này lắm. Thường là mình sẽ dùng lệnh để vào nhá. Ngoài ra ở cái phần biểu tượng AutoCAD từ góc trái màn hình ở bên trên nhá, khi các bạn tích vào đây này, nó sẽ có các cái thư mục nó giống như các cái phần mềm khác. Nếu các bạn học SketchUp rồi thì các bạn có thể thấy nó quen thuộc. Hoặc là gần gũi vẫn nhất với mình là Word hoặc PowerPoint. Excel nó cũng tương tự như vậy nhá. Điều là mở bản vẽ mới này. Thì cái này nát mình sẽ đến cái tập trung vào cái chi tiết hơn về cái phần mở bản vẽ cũng như là new bản vẽ như nào. Rồi tiếp đến là cái phần giao diện lớn nhất, chính là cái phần giao diện mà mình vẽ các đối tượng ở đây, làm việc trực tiếp nó ở đây. Các bạn vẽ ví dụ mặt bằng này, mặt cắt hay gì đấy. Các bạn là nội thất, kiến trúc, quy hoạch, tất cả để về dùng CAD thôi. Hoặc là điện nước gì đấy, bạn nào có học trường khác không? Hay toàn học trường kiến trúc mình? Kiến trúc hết à? Ok. Rồi, tiếp đến này, là cái phần công cụ ở dưới này. Để mình mở cái... Đây, thanh công cụ ở dưới này.
Thì đây chính là cái phần sẽ gọi tên là status bar. Tại cái phần này mình sẽ gắn về cái không gian này, các cái tọa độ này, cũng như là một số những công cụ trong quá trình mình làm. Thì ở đây mình sẽ làm từ từ nhé, chứ hôm nay mình sẽ không kể hết tất cả các công cụ này, các bạn sẽ không nhớ đâu. Các bạn chỉ nhớ những cần thiết để làm bài tập thôi. Thì ở trên lớp thì mình học gì thì tối về các bạn làm bài tập, làm cái đấy, được chưa nhỉ? Làm cái khó thì khó cái gì thì hỏi mình hoặc xem lại video. Rồi, ngoài ra ở dưới này là không gian vẽ. Thì ở đây có hai không gian chính, là một là model, là không gian mà chúng ta làm việc nhiều nhất. Là thường những bạn, nếu mà sau này các bạn làm những cái công trình cơ bản, các bạn làm bên model này. Còn nếu sau này làm cái công trình lớn lớn, to ấy, thường người ta sẽ trình bày bên layout. Layout này cũng công trình nhỏ đấy các bạn dùng, nếu các bạn biết cách dùng layout, sử dụng nó đúng cách thì nó sẽ rất là nhanh nhé. Phần này thì mình sẽ là cái phần cuối cùng mình học. Cái này cũng là một phần khó cho AutoCAD. Nhưng mà CAD là một phần mềm cơ bản nhất mà các bạn học. Bạn nào ở đây học phần mềm khác chưa? Hay CAD là phần mềm đầu tiên đúng không? Rồi. Rồi, tiếp đến này. Các bạn nhìn thấy cái phần mình di chuyển không? Đây chính là cái phần có thể gọi là con gióng và có con trỏ chuột. Thì mình có thể gọi con trỏ chuột nhá. Cái này thì có để cái tác dụng của nó là để chọn đối tượng. Em chọn một cái máy em ngồi nhá. Cái máy kia học hoặc ngồi laptop được. Ngồi đấy cho nhìn nó dễ. Cái này là con trỏ chuột này. Cái này để chọn đối tượng trong AutoCAD. Thì lát mình sẽ chỉ kỹ hơn cái phần chọn đối tượng trong AutoCAD như thế nào. Và tiếp đến cái phần này. Đây chính là cái trục tọa độ nhá. Để mình di chuyển lại. Đây, trục tọa độ XY. Mình sẽ làm việc trên không gian 2 chiều. X và Y. Không gian 3 chiều thì thường là các phần mềm 3D sẽ phục vụ các bạn nhiều hơn. SketchUp này, 3D Max. Được chưa nhỉ? Còn AutoCAD thì mình chỉ thực hiện với cái phần 2D thôi. AutoCAD cũng có 3D nhá. Nhưng mà mình sẽ không dùng, chỉ sử dụng triển khai bản vẽ 2D thôi. Trong trường hợp nếu các bạn gặp cái trường hợp tự nhiên có thêm một trục nữa ấy, thì các bạn kiểm tra lại cái tọa độ xem nó đưa về đúng cái trục XY chưa nhá. Không là các bạn vẽ sai tọa độ và vẽ sai kích thước vậy. Rồi, đấy là cái phần cơ bản về cái giao diện trong AutoCAD này. Thì các bạn có phần thắc mắc nào về cái phần này không? Thắc mắc thì nói luôn nhé. Rồi, tiếp đến này. Mình sẽ chỉ về cái phần các thao tác chính khi làm việc với AutoCAD. Đầu tiên là tạo bản vẽ mới. Vừa nãy có một cách là các bạn tích vào đây là tạo một bản vẽ mới, nó sẽ hiện ra này đúng không? Và tên của nó là Drawing 2. Khi mà nó hiện ra cái tên kiểu dạng như là Drawing 1, Drawing... Ui, chết nhầm. Nếu hiện ra tên là Drawing 1, Drawing 2 ấy, thì nó là bản vẽ chưa được lưu, nghĩa là nó chưa được đặt tên. Thì lúc đấy các bạn phải thực hiện thao tác là Ctrl S để lưu lại bản vẽ, xin nhờ, và đặt tên cho công trình đấy, đặt tên ngày thì các bạn. Cách thứ hai để các bạn mở bản vẽ mới là các bạn bấm vào Ctrl N cho mình, rồi phím Ctrl N nhá, thì nó sẽ hiện ra bảng hộp thoại Select Template. Tại đây nó có các cái template có sẵn, thì cái thư mục của nó hiện lên là các đuôi DWT. Thì cái này sau này thì mình sẽ đến cái phần cuối cùng, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái template có sẵn và các cái tính chất của các bạn dùng cho AutoCAD. Thì lát đấy mình sẽ sử dụng cái template đó mà hiện lên. Còn đây các bạn chọn cho mình đúng vào cái AutoCAD ISO này nhá. Chọn cái này cho mình. Rồi các bạn chọn vào Open. Thì nó sẽ mở ra cho các bạn một cái file bản vẽ như này. Đây như thế. Cứ mở càng nhiều, đây nó tối đa là 9 bản vẽ ở trên file tabs thì thôi nhá. Cách thứ hai cũng tương tự. À, cách thứ ba các bạn tích vào biểu tượng AutoCAD ở bên trái màn hình này. Tích vào New. Nó cũng tương tự cách là nó mở ra cái hộp thoại Select Template. Cái cách này thà các bạn bấm Ctrl N mở hiện lên được, hoặc tích vào dấu cộng ở trên này. New drawing là tạo bản vẽ mới đây, được chưa nhỉ? Rồi cách thứ hai, thao tác thứ hai là các bạn mở bản vẽ có sẵn. Thì mình sẽ bấm vào tổ hợp phím Ctrl O nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái hộp thoại Select File. Tại đây các bạn mở cho mình một cái thư mục, những cái bản vẽ AutoCAD. Thì đối với AutoCAD ấy, thì đuôi của file của mình sẽ là DWG nhá. Và cái hình vẽ của thư mục của nó sẽ là một cái màu xanh, một cái tệp màu xanh vàng này. Thì đây chính là cái cách nhận diện một cái file AutoCAD. Thì các bạn mở lại cái file này lên. Chọn vào đây nhá, rồi tích vào Open. Thì nó sẽ mở ra file bản vẽ có sẵn trong máy như này. Các bạn nắm rõ được hai cái thao tác này rồi đúng không? Rồi tiếp tục là lưu bản vẽ. Ví dụ trong quá trình các bạn vẽ rồi này. Đây là chưa lưu bản vẽ nhá. Chưa lưu lần nào thì nó sẽ hiện ra cái tên như này. Còn đã lưu rồi nó sẽ hiện ra tên khác mà mình đã đặt
đặt trước đó, được chưa nhỉ? Thực hiện lưu bản vẽ các bạn chỉ cần bấm Ctrl S thôi, rồi các bạn đặt tên cho nó, ví dụ mặt là mình đặt tên là buổi 1 chẳng hạn. Rồi các bạn chọn thư mục lưu, mình sẽ chọn là thư mục lưu desktop này, tích vào save. Trường hợp lưu ở dưới này, file type là kiểu thì các bạn định dạng cho mình là file đuôi DWG nhá. Lúc các bạn nộp bài tập, các bạn nộp cho mình đúng file đuôi DWG này và hạ file lưu này xuống cho mình. Cái này thì mình sẽ nói rõ hơn ở cái lúc mà mình chỉnh sửa cái bảng hộp thoại option. Đây thì các bạn cứ lưu cái mặc định này đi, lát mình cái chỉnh sửa thì các bạn chỉ cần chỉnh một lần, lần sau các bạn lưu lại một lần là xong. Xây này, thế là xong. Quay lại với thư mục nhá. Desktop sẽ ra cái phần bài tập 1 đấy, đây nó sẽ hiện ở đây. Đấy, trong quá trình các bạn làm lên Ctrl S thường xuyên. Bạn nào mà học quy hoạch mà vẽ nhiều cái là máy lag ngay. Nếu các bạn sử dụng laptop, các bạn toàn sử dụng laptop, các bạn là dùng PC chưa? Sắp à? Các bạn có quy trình là mua laptop xong bắt đầu mua PC đúng không? Hơi phí. Rồi, thoát khỏi phần mềm thì các bạn cứ tích vào cái dấu X ở trên này thôi, hoặc bấm Ctrl Q cũng được. Cái này X là cho nhanh nhé. Đấy là một số những cái thao tác cơ bản khi chúng ta làm việc với AutoCAD. Tiếp tục mình sẽ đến với các cái gọi là các thao tác với chuột và bàn phím. Chuột và bàn phím là các công cụ mà các bạn sử dụng nhiều, nghĩa là mình thao tác nhiều trên đấy. Đầu tiên là về chuột nhé. Đầu tiên chuột trái này là để chọn đối tượng trong AutoCAD. Ví dụ mình có một cái bản vẽ file này chẳng hạn. Thì khi các bạn chỉ cái con giỏ chuột ở đây này, chỉ cần tích chuột trái thì mình sẽ chọn ngay đối tượng. Đối tượng nó sẽ phát sáng màu xanh như này. Chọn một cái này, cứ chọn. Nhưng mà trường hợp chọn thủ công này rất là lâu thì nó sẽ có thêm hai cách chọn nữa là quét chọn đối tượng. Có hai kiểu quét chọn là từ trái qua phải này, nó hiện ra màu xanh dương. Thì mình sẽ có một cái ví dụ này. Đây có hai chữ nhật nhé. Mình sẽ có hai cái cách chọn như sau. Đầu tiên là quét từ trái qua phải này. Khi mà mình bao trùm hết đối tượng nhá, khi quét màu xanh dương này phải bao trùm đối tượng thì nó mới chọn, được chưa nhỉ? Còn nếu các bạn chỉ quét hờ này thôi, không bao trùm hết đối tượng, nó sẽ không chọn các bạn. Thì cái trường hợp này nó sẽ nằm ở trường hợp 2, là các bạn chỉ cần quét từ phải qua trái hiện ra màu xanh lá, chạm vào một phần đối tượng nhỏ thôi là nó chọn cho các bạn đối tượng rồi. Thì trong quá trình làm việc các bạn sẽ thích ứng cái nào cái hợp lý nhất thì các bạn chọn, chứ không yêu cầu các bạn là sử dụng mỗi cái màu xanh này thôi, hoặc là sử dụng mỗi cái màu xanh lá này, được chưa nhỉ? Màu xanh lá chỉ cần chạm vào một chút là chọn ngay. Còn cái màu xanh dương là phải quét chọn bao trùm. Giống như ví dụ như các bạn quét hết cả một cái mặt bằng này thì có thể quét kiểu này mà không chọn vào khung. Còn nếu các bạn chọn kiểu này chẳng hạn, cái trường hợp này sẽ các bạn phải chọn cách một cách tinh tế hơn tí để không được chọn vào khung. Còn nếu chọn tất cả thì cứ quét màu xanh dương này, mình nghĩ là nhanh hơn. Đấy là hai cách chọn nhá. À có ba cách chọn. Đầu tiên là thủ công là chọn từng cái một này. Và hai cách quét chọn là quét từ trái qua phải hiện màu xanh dương, từ phải qua trái là hiện màu xanh lá, được chưa nhỉ? Lát mình sẽ ứng dụng vào cái này, phần bài tập ứng dụng trên lớp nhé, để cho các bạn thực hành. Rồi tiếp đến là cái nút chuột giữa khi các bạn lăn nhé, là mình lăn đối tượng, nghĩa là zoom gần đến đối tượng mà các bạn muốn đến. Ví dụ các bạn muốn nhìn vào cái mặt bằng này, các bạn đưa con trỏ chuột vào gần mặt bằng nhé, rồi zoom lại gần thì nó sẽ zoom đến cái vị trí các bạn đưa vào. Còn nếu các bạn giữ chuột giữa là mình di chuyển khung nhìn thì nó sẽ hiện ra cái ký hiệu bàn tay này, pan ấy, là để di chuyển khung nhìn. Đó, thì các bạn thử thao tác một chút ở trong phần mềm AutoCAD đi nhé. Đừng giữ chuột trái nhé, nếu các bạn giữ chuột trái là nó sẽ tạo cái vùng chọn một cách tự nhiên này. Tốt nhất là không giữ, các bạn chỉ cần tích chuột trái này, đưa chuột ra thôi. Sai. Thế sao? À, cái đấy thì lát mình sẽ đến cái phần mình chỉnh sửa về cái giao diện nhé. Cái đấy thì mình có thể thay đổi kích cỡ của con trỏ ấy được. Đừng lo. Nhiều các bạn ạ.